Món ăn cuối tuần hôm nay thì mình sẽ có thịt luộc và tôm luộc kèm với rau sống nhà trồng. Mình sẽ chấm mắm nêm và cuốn bánh tráng với bún nha các bạn. Món ăn này thì rất là dễ ăn, thịt ngon. Ở đây thì mình có 700 g tôm thẻ và 600 g thịt ba rọi. Mình sẽ đem đi sơ chế rửa cho thật sạch nhé. Và mình sẽ luộc thịt ba rọi này cùng với tôm. Còn đây là rau nhà mình trồng nè các bạn. Rau trồng trên sân thượng thì không có sâu hoặc mò đeo gì cả. Nếu mình trồng với sân vườn nhà mình thì rất nhiều mò và sâu không tốt. Trồng với sân thượng thì bỏ đại, không sâu mò mà rau thật tốt. Ăn kèm với thịt và tép mình sẽ cuốn bánh tráng, ăn thật ngon đó các bạn. Rau tự nhiên. Còn có bún và mắm nêm. Mắm nêm này là mắm nêm pha sẵn đó các bạn. Mình về sẽ nêm một ít gia vị nữa. Nếu các bạn thích ăn thơm thì sẽ cho vào. Mình đã rửa sạch xong cải xanh và dưa leo thì mình gọt như thế này. Rau thơm thì mình nhặt bỏ đoạn già đi và mình chỉ lấy đọt. Thật là ngon. Xanh mướt luôn. Rau ăn không sợ gì cả. Rau tự nhiên, ăn rất ngon. Thịt sau khi rửa sạch thì mình sẽ đem đi luộc nhé. Cho vào một ít củ hành tím, luộc cho thơm thịt, mình sẽ bỏ ngay từ nước lạnh. Và sau khi sôi lên, thì mình sẽ nêm gia vị vào một muỗng nhỏ muối hạt, một muỗng nhỏ hạt nêm và một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Mình sẽ để cho sôi và mình sẽ đậy nắp hầm lại, rồi mình tắt lửa, để hầm khoảng 15-20 phút nha. Rồi mình dở ra thịt chín. Không còn máu nữa thì mình sẽ vớt ra, đừng luộc mềm quá hoặc dai quá thì không ngon nha các bạn. Vừa luộc vừa đủ độ như thế này thì thịt thật là ngon. Mình sẽ cho ra đĩa xong và mình sẽ chuẩn bị để đi luộc tôm. Sẽ cho vào nồi một tô nước vừa. Rồi mình sẽ nêm vào một muỗng nhỏ muối hạt, một muỗng nhỏ hạt nêm. Sau đó mình sẽ quậy cho tan gia vị lên. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho sôi lên. Sau khi nước sôi bùng lên, thì mình sẽ bắt đầu cho tôm vào nhé. Cho hết tôm vào. Và mình nấu cho thật là sôi lên nữa. Khi tôm sôi bùng lên thật mạnh, chín tôm, thì mình sẽ vớt ra ngay. Vớt tôm ra hết thì mình sẽ chắc nước còn sót lại trong tôm, cho trở lại vào nồi nhé. Tôm thật đỏ và ngon, thịt chín giòn. Giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị ướp mắm nêm. Mắm nêm mặc dù pha sẵn, nhưng mình về vẫn nêm thêm gia vị nha các bạn, không thôi thì mặn lắm. Trước tiên mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê đường đầy và một xíu bột ngọt, 1/3 muỗng nhỏ như thế này thôi. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước lọc, sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê đường đầy nữa. Mắm này ngọt một xíu thì ngon. Mình sẽ trộn và nếu các bạn thích ăn thơm
thì các bạn sẽ băm nhuyễn thơm cho vào một ít nữa nhé. Hôm nay mình không có thơm nên mình không cho vào. Và mình sẽ bắt lên bếp nấu cho hỗn hợp này sôi lên nhé các bạn. Sau khi mắm sôi lên thì mình sẽ nhắc xuống và cho ra tô. Kế đến sẽ cho vào một muỗng nhỏ đầy ớt và tỏi mình băm sẵn. Ớt này có pha ớt Đà Lạt nên không cay, các bạn cho nhiều cũng không sợ cay nhiều nhé. Như vậy là xong, mình sẽ để một bên. Sau đó khi thịt nguội thì mình sẽ đem đi cắt mỏng ra. Các bạn sẽ cắt từng miếng mỏng như thế này. Miếng thịt mình cắt mỏng như thế này nè các bạn. Như vậy là mình đã xắt xong được hai đĩa thịt. Rất ngon đó các bạn. Hai đĩa thịt mình dặn mỏng ra. Và sau đó thì mình đi chuẩn bị lột tôm nhé. Tôm thì mình sẽ cắt bỏ rau. Và mình sẽ lột phần đầu và phần đuôi. Để sẵn như thế thì mình dễ cuốn tôm và thịt với rau, bún. Sau đó mình sẽ chấm mắm nêm. Sau khi lột tôm xong thì mình sẽ chuẩn bị để dọn ra nhé các bạn. Đây là đĩa tôm mình đã lột xong. Mình đã dọn tất cả những nguyên liệu mình đã làm xong ra. Đây là đĩa tôm luộc, đĩa thịt luộc, bún và rau sống, dưa leo, mắm nêm. Bữa ăn cuối tuần thì mình ăn món cuốn như thế này rất ngon. Hôm nay mình sẽ không cuốn gỏi cuốn chấm tương xay và dưa chua mà mình sẽ chấm mắm nêm đổi bữa nhé. Chấm tương xay thì mình sẽ làm cải salad và tương, dưa chua, đậu phộng. Hôm nay thì mình sẽ ướp mắm nêm để mình cuốn ăn đổi vị. Cuối tuần mình sẽ đổi bữa như thế này. Món ăn này thì ăn rất ngon, không ngán. Đây là bánh tráng. Mình sẽ trải bánh tráng ra. Sẽ cho vài cọng cải xanh vào, rau sống, dưa leo. Kế đến thì mình sẽ gắp bún, một xíu bún cho lên trên rau. Cho tôm, một con tôm và một miếng thịt luộc. Xong thì mình sẽ cuốn bánh tráng vào. Bánh tráng này là loại bánh tráng không nhúng, ăn rất mềm và giòn đó các bạn. Mình sẽ cuốn lại và chấm với mắm nêm. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Bánh tráng cuốn rau sống, thịt luộc và tôm chấm mắm nêm. Ăn rất đậm đà và ngon lắm các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Sắp tới thì mình rất bận việc nên mình sẽ ra clip vào thứ tư và thứ bảy.
các bạn chờ mình nhé. Mình chia sẻ những món ăn cơm hàng ngày đến với các bạn như thế này, mình rất vui. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi mình. Chào tạm biệt các bạn.